Xin chào các bạn, thị trường công nghệ luôn nhộn nhịp với một rừng smartphone đa dạng với nét đặc trưng riêng biệt. Và các nhà sản xuất đến từ các hãng khác nhau luôn cạnh tranh nhau mọi lúc mọi nơi để tạo ra những thành quả tốt nhất, phục vụ nhu cầu người dùng và đẩy mạnh phát triển thương hiệu hơn nữa. Đón chào tháng 8, review sẽ đến với các bạn top 4 smartphone cực hot đáng mong chờ nhất tháng này, hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường công nghệ. Các bạn cùng đón xem đó là những smartphone hấp dẫn nào qua video ngay sau đây nhé. Đầu tiên là BePhone 2 hay gọi là BePhone 2017 sẽ được ra mắt vào ngày 8 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là sản phẩm khiến cộng đồng Việt mong chờ và tò mò nhất trong tháng 8 này. Theo hình ảnh vỏ hộp bị rò rỉ cho thấy BePhone 2 có khung kim loại bo tròn, bốn góc bo cong mềm mại hơn so với thế hệ trước, cùng với phím home hình oval giống trên các dòng Galaxy của Samsung. Về thông số cấu hình, BePhone 2 sẽ được trang bị chip Qualcomm S625, RAM 3GB, bộ trong 32GB cùng pin 3000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh QuickCharge 3.0 tiện ích. Bên cạnh đó đi kèm camera selfie 8 chấm và camera chính tới 16 chấm, đi kèm tính năng chống rung quang học, lấy nét theo pha. Với cấu hình này, điện thoại sẽ nằm trong phân khúc có sự cạnh tranh gay gắt nhất hiện nay với các nhà sản xuất smartphone lớn khác như Samsung hay Oppo. Hiện vẫn chưa rõ giá thành của BePhone 2, hãy cùng chờ đón đến ngày 8 tháng 8 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn diện cùng đi review nhé. Hơn một tuần sau khi BePhone 2 ra mắt thì Nokia 8 cũng được HMD Global giới thiệu đến tất cả mọi người vào ngày 6 tháng 8 tại Anh. Theo tin đồn rò rỉ từ trang công nghệ Phone Arena, Nokia 8 sẽ được trang bị màn hình 5,3 inch độ phân giải 2K sắc nét, cùng thiết kế khung vỏ hoàn toàn bằng kim loại chắc chắn và nhiều màu sắc để lựa chọn. Ngoài ra sản phẩm có giữ hệ thống camera kép 13MP tại mặt sau với ống kính ZX, cũng có sức mạnh bởi vi xử lý Snapdragon 835 cùng bộ RAM 4GB hoặc 6GB. Về giá thành, Nokia 8 có thể được bán ra với mức giá khoảng 12 triệu để cạnh tranh các sản phẩm cao cấp trên thị trường hiện nay. Sản phẩm tiếp theo cũng là chú dế được mong chờ trong tháng 8 này, đó là Asus ZenFone 4. Với gương mặt đại diện từ nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng với vai chính trong chuyến tàu sinh tử trên Busan, qua tấm poster quảng cáo được Asus đăng tải trên fanpage của hãng, cho thấy ZenFone 4 sẽ sở hữu cấu trúc kim loại kết hợp kính. Mặt lưng trông cuốn hút bắt mắt với họa tiết vân tròn và nổi bật với cụm camera kép tích hợp đèn flash LED. Ngoài ra, trong status đính kèm, Asus cũng nói rằng tài tử điện ảnh này cũng sẽ là khách mời đặc biệt trong sự kiện ra mắt ZenFone 4 diễn ra vào ngày 17 tháng 8 sắp tới tại Đài Loan. Chốt hạ tháng 8 sẽ là flagship cao cấp nhà Samsung được mong chờ nhất với Galaxy Note 8. Sau sự cố cháy nổ của hồng nhan bạc mệnh Note 7 năm ngoái thì người dùng sẽ đặt nhiều kỳ vọng hơn cho Note 8. Theo hình dò dỉ, Note 8 sử dụng thiết kế với màn hình vô cực giống với S8 và S8 Plus nhưng kích thước màn hình lớn hơn. Tuy nhiên, bốn góc cạnh không được bo cong nhiều và chắc chắn đi kèm bút S Pen đa năng của dòng Note. Đặc biệt, Note 8 sẽ sử dụng camera kép thời thượng tại mặt sau. Bên cạnh đó, Galaxy Note 8 dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 835 hoặc Exynos 8895 kết hợp với RAM 6GB và trình làng thị trường công nghệ vào ngày 23 tháng 8 tại Mỹ. Nếu các bạn mê Samsung với màn hình vô cực thì đừng bỏ lỡ bộ đôi S8, S8 Plus hàng với giá lần lượt 13.990.000 và 14.790.000. Đặc biệt duy nhất dành cho bản hàng với S8 Plus RAM 6GB, giá ngon chỉ 15.790.000 cũng không thể bỏ qua tại Diệu Thông Minh. Đó là top 4 chú dế hấp dẫn đáng mong chờ nhất trong tháng 8 này trên thị trường công nghệ. Các bạn tò mò và mong đợi sản phẩm nào nhất, hãy comment chia sẻ ý kiến ngay phía bên dưới cho DV biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!